Mừng các bạn quay trở lại kênh Anna Channel. Hôm nay Anna đi trèo vú sữa này. Ôi ôi, Anna trèo cây luôn đó hả? Trèo được luôn. Ôi ôi, Anna phải cẩn thận nhá. Anna hôm nay trèo cây giỏi này. Cả anh trai của Anna hôm nay cũng trèo lên nè. Đó, thấy không? Các bạn nhỏ đừng có học theo Anna mà trèo lên cây, cẩn thận té ngã nhá. Anna là bạn ấy phải tập trèo nhiều lắm rồi đó, phải không? Rồi bạn Anna trèo chảy vú sữa hả? Bạn Anna đã chảy được quả nào chưa? Chưa. Chưa. Thế bạn anh của anh này của Anna chảy được quả nào chưa? Chưa. Chưa. Thế bạn Anna có thích ăn vú sữa không? Có à? Đâu các bạn, Anna giới thiệu quả vú sữa nhà Anna xem nào. Bà nội Anna kìa. Chưa. Đây nè, quả vú sữa đây nè. Rồi bạn Anna xuống đi. Nhanh. Anna xuống chết này, bạn Anna mang cả đồ chơi ra đây chơi này. Cái xe này để làm gì bạn Anna? Hả? Đừng gì? À, đừng quả vú sữa hả? Ồ, cái xe. Xe to này, ồ bạn Anna có lại trèo cao thiệt á. Các bạn đừng có trèo theo mình nhé, sẽ bị ngã như hồi nãy mình ngã đấy. À. Ôi, bạn Anna suýt ngã luôn hả? Thế mà mai có mình... À, bố mình cũng trèo được nhưng mà bố mình không trèo lên cao được. Rồi. Đó, bạn Anna bảo khuyên các bạn làm sao đừng trèo cao nhá. Thấy chưa? Nếu trèo cao là té là nguy hiểm lắm đấy, nhớ chưa? Rồi bây giờ bạn Anna xuống được chưa? Mình biết giữa thăm bàn rồi nhưng mà mình biết giữa thăm bàn rồi nhưng mình mới leo lên. À, bạn Anna biết giữa thăng bằng rồi mới leo lên được ạ. Các bạn, nếu bạn nào mà thích trèo cây nhưng mà các bạn cũng không được trèo nhá. Các bạn nào không biết giữa thăm bằng mà không biết tính mình á. Là các bạn đừng có trèo cây nha, sẽ bị ngã đấy. Đúng rồi, đừng có trèo cây mà ngã nhớ chưa. Rồi bây giờ mình xuống được chưa? Chưa, tự mình đã hái mà. Mình xuống được chưa? Đâu bạn anh này anh hái được một quả hả? Hoa wow, đi xuống ăn đi, đi lên. À, ra. Rồi cả mình xuống ăn trèo với sữa xem nó ngon như thế nào nhá. Đó. Rồi đây, quả sữa đây. Bạn ai đâu? Rồi xuống đây ăn thử xem nào có ngon không nào. Rồi, đi xuống đây. Rồi, Anna đâu xuống đi. Rồi, anh Anna đỡ giùm đi. Rồi. Phải có người đỡ mới được nha. Rồi bây giờ bạn Anna với anh Anna thử bóc cho ăn thử ngon thế nào nào. Rồi Anna đâu? Nhìn lên này, bảo anh đang bóc cho vào hũ sữa này. Wow, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Ngon dữ hả? Ngon không? Ngon không, ngon không? Hả? Vị nó béo béo ngon lắm. À, vị nó béo béo ngon ngọt lắm. Ngọt đó. Ngọt nữa hả? À. Tôi chào lên cây ăn được con cháu gặm mừng. Không dạ. Ôi ôi, ăn ngon rồi. Lấy ra với cha nào, xem quả cái muối nó như thế nào nào. Ấy, đây này muốn đây này, ngon này. Ui ôi, bạn Anna ăn gần hết rồi. Anna ăn nhanh dữ hả? Ăn ăn. Đó, đây nè, bạn Anna ăn gần hết đây nè. Hôm nay hái ít vậy thôi hả? Có hái nữa, hái nữa không? Cũng có. Đó hả? Thế chào 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 các bạn đi rồi mình hái tiếp nào.
Nào, Anna chào đi. Ủa, vậy Anna ăn ngon vậy hả? Ăn tại cây luôn. À, vậy Anna ăn tại cây luôn hả? Mình lại trèo cây hả chứ. Ai đi năm đỡ cho. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của Anna Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.